Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Cả nhà ơi, thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV á ghé lại xe bánh mì nè, xôi mặn, xôi ngọt Phú Lâm nha cả nhà. Đó. Những ngày đầu năm hiện tại là quý cô chú anh chị và các bạn là giờ này là giờ tan ca rồi. Giờ tan ca nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là bùng binh Phú Lâm nè cả nhà, xe bánh mì Phú Lâm của chúng ta đây. Các bạn biết là cái anh đang bỏ bánh mì nè cả nhà, đây là cũng hơi vướng. Tết luôn hả chị hả? Tết luôn. Rồi bánh mì bán không nghỉ Tết luôn nha quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Đó, nó làm quầy cho các bạn. Quay ở đây. Quay ông này nè. Quay đây 2 ngày thôi. Ông mì hết rồi. Cô bán là nguyên Tết luôn cả nhà, đó nhìn bánh mì hấp dẫn không? Thì Cuộc Sống Sài Gòn TV á mình cũng có chia sẻ những điều ẩm thực ngày rồi cho quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay những ngày đầu năm ấy, thì mình ghé lại xe bánh mì Phú Lâm cũng như là mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cô nói là cô bán nguyên Tết luôn cả nhà ơi. Bánh mì 15k một ổ, xôi 15k một ổ nha cả nhà. Ăn này đủ quá em. Cho em ổ 20 nhiều bơ con bớt. Rồi nghe. Nhiều bơ không ớt. Làm hợp xoay này. Thả mì lên. Rất là bình dân luôn, đặc biệt là rất là ngon luôn nha các nhà. Bình dân nhưng rất là ngon luôn. Chất lượng. Gọi là chất lượng 5 sao á. Bánh mì vỉa hè nhưng mà chất lượng 5 sao. Mấy chục năm mà. Mười nhiều bơ cũng mất. Tao ăn đi thôi làm ổn thì chứ.
đâu cần phải đi đâu xa, đúng không quý cô chú anh chị và các bạn? Bánh mì bình dân tại Phú Lâm rất là nổi tiếng, bình dân, chất lượng 5 sao nha quý cô chú anh chị và các bạn. Là 15 giờ là cô bán rồi. 15 giờ cô bán là qua 24 giờ cô hả? 24 giờ. Đầy đủ. Chị có thường ăn bánh mì của Phú Lâm mình không chị? Dạ thường, nó ăn từ nhỏ luôn á. Ăn từ nhỏ luôn hả? Dạ. Chị trong bánh mì Phú Lâm là chị thích cái món gì nhất? Thì cái nào em cũng thích. À, cái nào nhất là đồ chua. À, thích nhất là đồ chua hả? Dạ. Dạ. Chị ở gần đây không? Dạ gần, nhà dạ. Đây nè. Dạ. Hồi đó học ở đây ngày nào cũng ra đây ăn. Dạ, ok. Đó, có một chị khách là ăn từ hồi nhỏ rồi cả nhà ơi. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Cuộc sống Sài Gòn TV đó, mình chia sẻ những hình ảnh về xe bánh mì Phú Lâm cho quý cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mỗi buổi chiều đó cả nhà thì mình ghé mình thưởng thức nha. Cứ ghé thưởng thức thử đi rồi biết chất lượng của ổ bánh mì như thế nào. Làm rất là nhanh tay luôn á, phải nhanh tay nha quý cô chú anh chị và các bạn, nhanh tay bước kịp cho khách. Đây là xô ngọt, có đây xô ngọt hả chị? Có xô ngọt luôn. Cái đây là xô ngọt nè, cái này là bằng đó là bao nhiêu chị? 15 luôn hả? 15-20. Dạ, 15-20. Tùy theo khách ăn vậy đó. Dạ. Yêu cầu mà. Đây là xô ngọt nha nha.
chị gái là thích đồ chua nha cả nhà. À, tới từ khi mà học sinh đó bây giờ tới là con luôn đúng không? Mà con cũng thích ăn luôn hả? Dạ. Dạ là ăn biết bao nhiêu năm rồi? Nghe với nó ăn nè. Dạ. Chắc cũng mười mấy hai chục năm. À, ăn mười mấy hai chục năm hả chị? Dạ. Đơn giản, bình dân nhưng mà chất lượng gọi là có sao tại Sài Gòn. Đây là xôi mè, xôi ngon. Dạ. Xôi đang làm rồi nè. Cái này là món ngon đó chú. Dạ. Chú khách rồi. Dạ, cuộc sống Sài Gòn TV. Dạ. Dạ có, con cũng có quay ở đây rồi. Dạ. Chú dạ. Chú cũng thường thưởng thức ở đây hả chú? Mẹ con ăn lâu năm rồi. Dạ. Ăn mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? Dạ. Chú ở gần đây không? Con rẻ gần đây nè. Dạ. Ngon mà rẻ nữa chú hả? Dạ. Đẹp nữa, đẹp, vừa đẹp nữa hả? Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Rẻ mà ngon. Dạ, rẻ mà ngon. Mà chú khách kêu có người đẹp ở đây nữa.
Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú và các bạn rất nhiều nha. Trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đều để cái địa chỉ cũng như là cái thời gian bán, nếu mà quán nào mà có số điện thoại á, đặt online ship đó thì mình sẽ để bên dưới luôn cho quý cô chú anh chị và các bạn. Bánh mì Phú Lâm nha cả nhà, tại ngay chỗ vòng xoay Phú Lâm nè, rất là nổi tiếng. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn ghé mình thưởng thức nha. Và đặc biệt là cái đồ nổi tiếng của nó và kèm theo là cái chất lượng và cái độ ngon nó tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đây mình sẽ quay cận cảnh thêm nhé. Nhìn không, cái tủ thịt của cô ấy không, rất là hấp dẫn luôn.